Máy sưởi gốm Panasonic DS-FKX 1206 đến 2022 Nano X mọi người này. Ok, chào mọi người nhá. Hôm nay Điện Máy An Gia tiếp tục lên video này. Thì video này buổi chiều hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bác. Em vừa cập bến một chiếc máy sưởi gốm Panasonic mọi người nhá. Đây là mẫu sưởi gốm mới nhất của Pana ở thị trường nội địa Nhật. Đấy, mã của nó là DS-FKX 1206. Con này là Date 2022 nhá. Và dòng này là dòng mới nhất bây giờ đang bán ở trường nội địa Nhật mọi người này. Đấy, và con này nó sẽ là Nano X rồi mọi người nhé, sẽ không còn Nano E nữa. Nano X mọi người này. Đấy. Về cơ bản tính năng thì nó cũng không khác gì con 1205 nhiều lắm. Đấy, có một số cảnh báo nó sẽ cảnh báo ở đây. Và con này thì là công nghệ diệt khuẩn Nano X cực kỳ khỏe, giúp cho cái việc mà khử mùi. Đấy, lọc út ẩm khử mùi ở trong phòng nó tốt hơn rất nhiều. Nano X thì công nghệ gấp diệt khuẩn gấp 10 lần so với Nano E đời trước, đúng không ạ? Và trước mắt đây con máy là em đang quay hình ảnh rất sát và thực tế mọi người nhá. Đấy, vì máy này là hàng nước đấu giá nên là hình thức nó rất là mới luôn mọi người. Đấy, em đang quay sát và quay chậm cho mọi người. Về cơ bản cấu tạo thì nó cũng không khác gì con đời 1205 lắm. Đấy, nhưng mà con 1206 này thì giá trị nó hơn ở cái chỗ là Nano X mọi người nhá. Các cái công nghệ của nó sẽ cao cấp hơn. Con máy này thì đây ạ, còn cả sách nhá. Con này là con lưu kho, con này là con còn cả sách này, còn cả phiếu bảo hành nguyên tem của nó mọi người nhé, chưa dùng nhé, nghĩa là chưa bóc ra là chưa bán đi. Đấy, con này là con lưu kho mọi người nhé. Đây ạ, và em đang quay hình ảnh rất là thực tế mọi người nhé, nên em sẽ quay phía sau cho mọi người này. Đấy. Đây. Về thông số thì nó cũng không có gì thay đổi nhiều lắm, nó cũng vẫn là 1250W đến 1220W đến 1250W mọi người nhé. Date nó đây, 2022 này, mã đây. Đấy, hàng nước đấu giá nên nó rất là mới luôn mọi người. Tất nhiên rồi, vẫn là tính năng bù ẩm này. Đấy, tính năng bù ẩm mọi người nhé. Tính năng bù ẩm các thứ đầy đủ hết. Đấy, em đang quay hình ảnh rất thực tế và sát cho mọi người nhé. Đấy, Pana thì vẫn có cảm biến về hoạt động. Thì bác nào có nhu cầu về con sưởi gốm Panasonic 1206 đến 2022 diệt khuẩn Nano X thì liên hệ bên em nhé, một chiếc duy nhất, một cặp bến.